Đây, dỡ cái nhà trước quay lên này, dỡ ra tuyệt đẹp luôn, nhìn tuyệt đẹp luôn, không có gì để chê. Anh em nhìn đấy, tuyệt đẹp luôn à. Nhìn quả nhà rất là mê luôn này, bắt đầu à, quên mất cái hàng xà này chưa đánh dấu này, đúng không? Hàng xà đại đã đánh dấu đâu. Ừ, hàng xà đại với cả chân trụ chưa đánh dấu. Tôi để bác cái thang này có tới không nhỉ? À, thang này lại không tới. Thôi để sáng mai. Để sáng mai dỡ xuống thì đánh dấu nốt cái này là xong. Dạ vâng. Sáng mai dỡ xuống đánh dấu nốt cái vì này là xong. Hai vì thuận thì ok hết rồi. Trên chót chả đã đánh dấu đâu. Thôi được, không sao. Mai đánh dấu. Sáng mai dỡ xuống cái đánh dấu. Chặt ngói như là dao cắt rồi nhỉ? Càng giữ càng đau, cậu càng giữ càng đau đó mà. Không có cái viên gạch chỉ vô này. Ai mà làm cái nước rồi? Lấy để nước mới buồn nó, nhặt luôn ra. Mới cho ăn mà. Anh lấy viên lên cho con.